Anh ấy đã dẫn em về ra mắt gia đình và nhóm chí cốt sau 1 năm quen nhau, luôn ngọt ngào chu đáo với em. Anh không nhiều tiền nhưng luôn cố gắng đầu tư cho mối quan hệ. Dù bận nhưng khi em cần anh vẫn đến đến được. Vợ anh muốn về cùng một nhà để sống thử trước khi kết hôn, nhưng anh chưa có ý định cưới. Em đoán là do vẫn chưa đủ tiền, chứ anh chưa bao giờ nói và em cũng không hỏi. Vậy giờ em có nên sống chung anh hay quờ hờ tờ giờ không ạ? À? Vì em không biết anh đang rung động hay đã phù lên. Câu trả lời cho em nè. Giờ anh muốn về cùng một nhà để sống thử trước khi kết hôn, nhưng anh chưa có ý định cưới. Mở ngoặc, em đoán là do vẫn chưa đủ tiền, chứ chưa bao giờ nói và em cũng không hỏi. Thì câu trả lời là một khi mà có thể sống thử thì có nghĩa rằng có thể kết hôn. Tức là em nói là chưa đủ tiền cho nên sống thử. Em ơi, em thấy là trong cái câu hỏi của em, cái lý do em đưa đó, nó không hiện hữu được trong cái với cái giả thiết em đặt. Tức là anh ta sống thử nhưng mà lý do sống thử không cưới là vì không đủ khả năng kết hôn. Thực ra khả năng sống thử là khả năng kết hôn được. Khi ông ta sống với nhau thì về sống được với nhau thì có nghĩa là có đủ khả năng có thể sống hôn nhân. Em thấy cái lý luận của em chỗ đó nó hơi mà khó để có thể chấp nhận được đó. Nhưng mà lý do tại sao mà em lại đưa ra một cái lý do là vì chưa đủ tiền. Lý do là vẫn chưa đủ tiền, tức là sống thử thì đủ tiền nhưng mà sống thiệt thì không đủ tiền. Em có thấy rằng nó không là một cái lý do xếp vào đó đúng như là một cái lý do, mà nó giống như là một cái lời biện minh cho bản thân mình để chấp nhận cái việc sống thử. Nên em muốn sống thử, em muốn cái điều đó. Khi em muốn điều đó thì có nghĩa là em bắt đầu em đổ rồi đó. Cho nên ở đây nè, mặc dù anh ta có những cái dấu hiệu tích cực như em tả, okay, tuy nhiên đó là những dấu mốt, những cái dấu hiệu yếu, tức là những dấu hiệu không mạnh. Nếu như vậy nè, nó không mạnh là như thế nào phải không? Em cho anh nè, à, anh Tuấn ơi, để em dắt anh cho anh coi cái bạn này. Thì nhắc lại thấy anh ta đang ngồi học nhóm với đám bạn. À, rồi cái bữa nữa cái em dắt này, anh cho anh coi cái giỏ sách trong đó có cuốn sách. À, và em nói là anh này đậu thủ khoa, anh này có đậu thủ khoa nổi trường đó. Thì anh nói cái dữ kiện nó yếu lắm, tức là nó có theo cái hướng là anh này học giỏi, anh này có cái tiến thủ trường học, nhưng mà em hỏi cái câu là anh ta có đậu thủ khoa nổi cái trường đó không, thì anh nói là mấy cái dữ kiện này học hành nó yếu quá. Nhưng mà giả sử em thấy em như này, em đưa cho anh những dữ kiện như này, anh ta học giỏi từ nhỏ tới lớn, anh ta luôn đứng đầu những cái lớp, anh ta hiện tại anh ta là những cái là có những cái giải đề thi xuất sắc nhất trong trường chẳng hạn, hay là anh ta học rất là siêng năng, rất là thông minh và đã chứng minh điều này quá khứ, thì em hỏi anh ta có thể đậu thủ khoa, nó cái có cửa. Anh ta không muốn cưới em thì chắc chắn là anh ta chưa có fall in love. Tại vì fall in love là muốn cưới, đặc biệt là khi có thể sống thử thì là chắc chắn là chưa có fall in love hoặc không có fall in love. Những dữ kiện em đưa lúc đầu có vẻ tích cực nhưng nó là những cái dữ kiện yếu về tình cảm, không có nhiều. Em nói anh không nhiều tiền nhưng cố gắng đầu tư cho mối quan hệ, thì cái chữ đầu tư này nó có thể gì chứ, anh ta mua cho em này, dắt em đi chơi kia, hoặc là tặng cho em mấy món quà, cái đó nó không nặng là về đầu tư. À, dù bận nhưng khi em cần anh vẫn đến được, cái này nó nặng về quán tính. Nó là đầu tư nhưng mà nó không cao, tức là nó tích cực nhưng mà nó không cao. Đôi khi á, nó lại là cái dấu hiệu của cái mối quan hệ đã đổ và đã nhàm chán. Tức là một người đàn ông quá dễ dàng, nó mất đi cái sự trân trọng, nó có vẻ một cái gì nó quá thường đó. Nó không còn là một cái gì nó lâng lâng, nó không là một cái gì nó lãng mạn, một cái gì nó là phải đeo đuổi, mà nó có vẻ như một cái gì đó nó đã sở hữu rồi, nó đã không còn phải chinh phục nữa. Anh không nói về chuyện tình dục không, anh chỉ nói về cái phần một cái người phụ nữ, cái giá trị người đó đã chinh phục được chưa đó. Thì nó có thể là pha tiêu cực ở trong đó nữa, cho nên không xác nhận được rõ. Nhưng mà nói về tích cực thì là không nhiều, nhưng mà tiêu cực thì hoàn toàn có thể có. Ở đây giờ anh muốn về cùng một nhà để sống thử, em thấy vô lý không? Cưới, không cưới, không muốn cưới mà sống thử. Okay. Thực ra là nó là cái dấu hiệu xấu. Bây giờ em hỏi vậy em có nên sống thử cùng anh và quan hệ tình dục không ạ? Em ơi, không những là không sống thử mà sau một thời gian em nên nhận định có cái cảm giác người đàn ông mình như thế nào. Nếu không xứng đáng, nếu không thực sự thấy đó là mối quan hệ đi tới tốt đẹp thì ngưng á, thì ngưng á, chứ không phải là đi tiếp nữa, chứ đừng nói là sống thử.
vì em không biết anh đang rung động mạnh hay đã phong lên rung động mạnh thì chắc chắn không còn, tại vì ở đây em đưa yếu tố ra là sau một năm, cho nên là nó không, chắc chắn là không có rung động mạnh nữa rồi. Đã phong lên thì chắc chắn không, tại vì anh ta có thể sống thử nhưng anh ta là không muốn cứu. Cho nên em hỏi là rung phong lên thì chắc chắn là không, có rung động mạnh thì chắc chắn không còn, và nếu mà có thì không còn. Anh không biết, anh không chắc được, tại vì những dữ kiện nó không rõ cho thấy. Nhưng mà nếu mà anh phải cảm giác theo các em tả thì nó làm nó chuyện nhiều. Sống thử không có nên, em nên ngưng ha, em nên ngưng cái vụ không đồng ý sống thử cho mình, không nên đồng ý sống thử. Anh ấy mới lập nghiệp nhưng muốn cưới em, đã yêu nhau được 8 tháng, nhỏ hơn em 8 tuổi, anh ấy đã fall in love, nên anh chờ sự nghiệp ổn định hay cưới luôn được không anh? Sợ sự nghiệp ổn định thì phải 1-2 năm nữa, ba mẹ hai bên phản đối nhưng bọn em vẫn muốn đến với nhau. Ok, dựa vào dữ kiện em đưa, dữ kiện em đưa là gì? Anh ta đã fall in love, đó là dữ kiện quan trọng nhất. Một người đàn ông đã fall in love thì rất nên cưới cô gái và anh ta sẽ muốn cưới cô gái. Nhưng mà không phải tất cả đàn ông cưới đều là fall in love nha. Nhưng mà dữ kiện em, và đương nhiên dữ kiện em đưa thì anh phải coi là đúng, tại vì em là cái người chính xác nhất để đưa được điều đó. 8 tháng, anh ta nhỏ hơn 8 tuổi, đó dữ kiện này không quan trọng, không ảnh hưởng tới cảm giác yêu. Anh ấy đã fall in love, đó là điều tốt đẹp. Rồi theo anh, nên chờ sự nghiệp ổn định hay nên cưới luôn được không anh? Em ơi, thứ nhất á, là sự nghiệp mà ổn định thì không biết tới bao giờ mới gọi là ổn định. Ok, cái khái niệm ổn định, sự nghiệp nó là một cái kéo dài á, cho nên không biết thế nào là ổn định. Thứ hai là không cần sự nghiệp ổn định vẫn có thể đến với hôn nhân, miễn là sẵn sàng đến với hôn nhân. Thì sẵn sàng đến với hôn nhân nó chỉ như thế này thôi nè. Cái phiên bản đó về trách nhiệm, con người những phẩm chất đủ. Về tình cảm nè, thì fall in love, tức là yêu thì em nói là đã có. Nữa là về tài chính, có thể lo lắng được cho cuộc sống tình cảm hôn nhân đó, vậy thôi. Tạm gọi là vậy, đúng không? Thì có thể đủ để tới hôn nhân. Thì bắt phải chờ tới hết sự nghiệp hay là sự nghiệp nó được ổn định thì không biết tới chừng nào, nhưng mà hôn nhân vẫn có thể xảy ra trong lúc sự nghiệp ổn định. Ok, thì cái câu trả lời cho em á là yes, vẫn có thể đến, miễn là hai bạn yêu nhau và sẵn sàng đến với hôn nhân thì hai bạn được hạnh phúc. Ba mẹ hai bên phản đối tụi em vẫn muốn đến nhau. Ok, cái đó là cái làm đúng nếu như tụi em yêu nhau mà. Ok, thì đó là câu trả lời của anh em á, nó rõ lắm, không có cái gì mà mơ hồ đó. Anh Tuấn ơi, cho em hỏi một trường hợp. Lúc trước có một anh gặp gỡ và thích em, nhưng biết em có bạn trai rồi đã lấy không liên lạc nữa. Giờ đó hơn một năm mà em đã chia tay bạn trai rồi. Anh ấy hẹn gặp lại em, vậy liệu anh ấy có thể rung động lại không anh? Anh ta vẫn có thể rung động lại. Okay. Anh ta vẫn có thể rung động. Tuy nhiên em phải là người xác nhận cái điều đó nha. Tức là vẫn có thể thôi, không nghĩa là chắc chắn nha. Em phải là người xác nhận cho mấy anh. Okay. Trong cái tương tác em phải nhận. Tuy nhiên em phải cẩn thận mình nha. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.